Zombie Apocalypse. Máy Atman 305S này có công suất là 13W. Máy có khả năng đẩy cao lên tầm cỡ 1m3. Lưu lượng nước chạy trong 1 giờ được 1.200 lít. Máy này mà để sử dụng cho các hồ bể cá từ 60 trở xuống thì quá sạch sẽ luôn. Đây là máy và phụ kiện được tặng kèm theo. Đây là tất cả các phụ kiện đi theo máy Atman 305S. Thì nhà sản xuất sẽ tặng cho ta hai cái ống nối giữa máy và sợi dây. Tất cả đều là phi 16. Đây là cái đầu nối giữa máy và cái sợi dây bơm nước. Nó có gắn thêm cái tích hợp lấy oxy khi máy đẩy nước lên. Để đi vào hợp lọc thì nó sẽ kéo theo một lượng oxy nhất định đi vào trong dòng nước. Và sau đó nó sẽ đổ hẳn trực tiếp xuống hồ của chúng ta. Nếu như các bạn nuôi cá ít thì cái này xài rất là hiệu quả. Đây là cái đồ để lấy oxy nè. Thì cái sợi dây một đầu á, các bạn cắm vào cái phần lấy oxy. Đây, đó. Cái chìa ra nè, chỉ cần gắm chặt vô là được. Còn cái kia các bạn, cái đầu đen á, bạn để lên trên khỏi mặt nước để máy có thể lấy được oxy tốt nhất. Đây là cái ống co mà nhà sản xuất tặng theo cho chúng ta. Thì cái đầu của nó sẽ có một đầu lớn và đầu nhỏ. Cái đầu lớn của nó sẽ là phi 16. Lúc này bạn có thể cắm trực tiếp vào trong cái máy Atman luôn. Thì nhiệm vụ của nó sẽ là chỉnh cái sợi dây ống nước của chúng ta đi theo cái vị trí mà mình mong muốn. Thường là mình sẽ xoay ngược vào bên trong để cho cái sợi dây nó thẩm mỹ và đẹp hơn. Lúc này nó nằm sát ở bên trong cái hồ cá. Còn đây là cái chân vịt. Cái chân vịt này nó sẽ nối vào trong cái bộ phận này. Thì nhiệm vụ của nó mình thường hay sử dụng là tạo cái luồng nước trong hồ cá. Hoặc là mỗi khi mình thay nước mà làm vệ sinh hồ á, cho hồ cá khác á, mình dùng cái máy này để mình đẩy những cái đồ dơ ra thì nó xài rất là tốt. Máy này công suất nó 13W nên nó đẩy tương đối mạnh, nên lúc vệ sinh thì nó sạch sẽ lắm. Đó, các bạn cứ gắn nó vô như vậy thôi là các bạn có thể điều hướng nó.
Cái này nó có thể xoay được 360 độ nha, xoay một cách thoải mái luôn. Đây, tổng quan máy cầm. Đối với cái dòng máy Atman thì bên hông của nó sẽ có cái logo. Cái logo nhà sản xuất sẽ ghi cái công suất của máy là bao nhiêu và nguồn điện cắm để sử dụng. Rất chi tiết. Máy cầm rất chắc chắn, rất là sướng tay, nặng. Còn đây là cái ống nối giữa máy và cái sợi dây luôn. Thì cái này á, khi bạn cắm vào cái ống co nãy thấy nó ngắn quá thì các bạn có thể cắm cái này cho nó cao lên. Hoặc là các bạn muốn đưa cho ống nước đi thẳng lên thì sử dụng mỗi cái này là được rồi. Đó. Máy cầm nặng đã thiệt. Với tất cả các dòng máy lọc giống như vậy thì sau một thời gian sử dụng, các đồ dơ nó sẽ bít kín tất cả các lỗ như vậy, thì tự nhiên máy nó sẽ hoạt động chậm đi. Thì lúc này buộc các bạn phải mở ra để vệ sinh đó. Thì đầu tiên bạn cứ mở nắp ra, vệ sinh rửa cho sạch sẽ. Đôi khi có những cái máy nó bị quay chậm quá hoặc là nó bị đứng luôn thì các bạn nên mở cái này ra, bạn xoay theo cái chiều khớp của nó. Khi nó ra tới khớp rồi thì chúng ta cứ việc gỡ ra thôi. Đây là nguyên nhân mà vì sao mà cái máy nó hoạt động yếu đi. Thì một thời gian sau sử dụng á, ngoài nó bị dính đồ dơ bên ngoài ra thì nó sẽ bị kẹt những cái đồ dơ bên trong cái motor 500 này. Thì lúc này các bạn phải rửa cho sạch. Và đôi khi nó còn có tóc và những cái gì lằng nhằng nhiều lắm, nó bám vô thì chúng ta nên vệ sinh gỡ ra hết. Sau đó là kiểm tra trong cái khe này. Cái khe này nó cũng rất là nhiều đồ dơ. Chỉ một thời gian sử dụng là các bạn sẽ thấy máy chậm đi hẳn. Lúc này các bạn nên gỡ nó ra và vệ sinh như vậy. Sau đó các bạn cứ đóng lại bình thường. Khi làm các bạn cố gắng ấn cho sát nha, để đừng có bị hở máy ra, để lực máy nó mạnh, không bị yếu đi. Tổng quan cái máy 305S này nhìn chắc chắn đẹp cực kỳ luôn. Xong xuôi rồi các bạn cứ đậy lại bình thường. Ở phía dưới cái thân máy này là hai cái ngàm. Cái ngàm này là dùng để giữ cố định cho cái máy khi bám vào cái hồ cá. Đây, cái đồ này, cái hít dính của nó đó. Thì các bạn cứ lắp đúng như cái ngàm này là sẽ được. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy đăng ký kênh nha. Cảm ơn. Tell me that you love me, even if it's